Tại buổi ra mắt show diễn thời trang của mình mang tên Savage Fenty Show vòng 4, thì ca sĩ Rihanna đã chia sẻ một chút về sự thay đổi trong cuộc sống của cô sau khi sinh con trai đầu lòng. Cô vẫn đang học cách làm quen với chức vụ mới của mình sau khi đón con trai đầu lòng chào đời. Theo đó, thì Rihanna chia sẻ rằng cuộc đời của cô đã bắt đầu lại từ đầu ngay từ khi làm mẹ. Đó là một cuộc sống mà cô chưa từng biết trước kia. Nữ ca sĩ còn hài hước ví von việc làm mẹ với việc phải uống axit mỗi ngày bởi mọi thứ quá lộn xộn và gập ghềnh. Rihanna cũng chia sẻ rằng với cô, con cũng là một người xa lạ mà cô cần phải làm quen. Ngay khoảnh khắc lần đầu tiên thấy con nhìn mình, cô cảm thấy như con đang nhìn cả vào tâm hồn của mình. Thế nhưng cô lại chẳng biết được là con đang cảm thấy như thế nào. Vào tháng 1 năm nay, Rihanna và bạn trai A$AP Rocky thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng. Con trai của cặp đôi đã chào đời vào tháng 5. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ bí mật về tên của con. Mặc dù Avatar đã có được dự định sẽ có 5 phần, nhưng đạo diễn James Cameron vẫn suy nghĩ tới việc bỏ rơi dự án này nếu như phần tiếp theo không được khán giả đón nhận như mong đợi. Trong buổi phỏng vấn Total Film, đạo diễn James Cameron đã khẳng định phần thứ 2 của Avatar mang tên The Way of Water sẽ có ảnh hưởng lớn tới việc liệu series này có thể được tiếp tục hay là không. Theo ông, nếu bộ phim giảm nhiệt, ông sẽ hoàn thành câu chuyện trong phần phim thứ 3 mà không kéo dài vô tận. Nguyên nhân là do phim không mang lại lợi nhuận. Mặc dù đã tuyên bố sẽ ngừng loạt phim nếu phần 2 không được ủng hộ, nhưng vị đạo diễn đại tài này vẫn tự tin với phần phim lần này. Theo đó, ông khẳng định Avatar The Way of Water hoàn toàn có thể mang tới cho khán giả những trải nghiệm khác lạ khi xem phim tại các rạp phim. Vấn đề mà James Cameron cảm thấy lo lắng là liệu có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến trải nghiệm ngoài rạp phim này. Avatar The Way of Water sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16 tháng 12 năm 2022. Tài tử Henry Cavill và Millie Bobby Brown vào vai anh em thám tử điều tra hai vụ án khác nhau vô tình hợp tác trong phim Enola Holmes phần 2. Bộ phim Enola Holmes phần 2 lấy bối cảnh nước Anh những năm đầu thế kỷ 20 dựa trên tiểu thuyết The Enola Holmes Mystery của Nancy Springer. Câu chuyện tiếp nối phần đầu xoay quanh Enola Holmes do Millie Bobby Brown thủ vai, em gái thám tử Sherlock Holmes do Henry Cavill thủ vai. Enola mở văn phòng thám tử điều tra về cô gái mất tích Sarah Chapman. Trong hành trình khám phá sự thật, Enola và Sherlock nhận ra hai vụ án của họ có mối liên kết. Cùng sự giúp đỡ của lãnh chúa Tewkesbury, bạn đồng hành của Enola trong phần trước, hai anh em nhà Holmes hợp tác nhằm điều tra chân tướng sự việc. Enola Holmes phần 2 gây ấn tượng nhờ lối kể chuyện sáng tạo, gần gũi. Bộ phim mang màu sắc tươi sáng, sống động thay vì khai thác theo hướng đen tối bí ẩn và tiếp tục phát huy những điểm mạnh về hình ảnh như bối cảnh và tạo hình của nhân vật. Bộ phim truyền tải nhiều thông điệp liên quan tới nữ quyền, giá trị của tình yêu và gia đình. Ra mắt năm 2017, bom tấn hành động hài hước Confidential Assignment từ Việt đặc vụ xuyên quốc gia đã gây tiếng vang tại thị trường Hàn Quốc lẫn thế giới, đạt doanh thu 57 triệu đô la. Các trường đoạn hành động đẹp mắt kết hợp với sự tung hứng ăn ý của bộ đôi đũa lệch Hyun Bin và Yu Hee Jin là lý do mang đến thành công cho tác phẩm. Sau đám cưới viên mãn với Son Ye-jin, Hyun Bin vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Confidential Assignment phần 2 là phim điện ảnh đầu tiên ra mắt trong năm nay của anh. Ở tuổi 40, Hyun Bin vẫn giữ phong độ và ngoại hình cuốn hút cùng diễn xuất chắc tay. Hình thể săn chắc là lợi thế giúp ông xã Son Ye-jin thực hiện mượt mà những pha hành động đẹp mắt trong phim. Ở tuổi 40, Hyun Bin đang có rất nhiều điều để chờ đợi trong công việc và cuộc sống riêng. Hiện tại anh là một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng và được trả thù lao cao nhất tại Hàn Quốc.